365 ngày cầu nguyện với tâm tình của Thánh Y Nhã và với lời Chúa. Ngày 11 tháng 1. Lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 22, câu 31 đến câu 32. Chúa nói: Simon, Simon ơi, kìa Satan đã xin sàng anh em như người ta sàng gạo, nhưng thầy đã cầu nguyện cho anh để anh khỏi mất lòng tin. Phần anh, một khi đã trở lại, hãy làm cho anh em của anh nên vững mạnh. Lời Thánh Y Nhã. Đặc tính lòng nhân hậu của Thiên Chúa là bảo vệ cách khôn khéo nhất những gì ma quỷ tấn công cách khốc liệt nhất. Suy niệm. Simon Phêrô là môn đệ gần gũi Đức Giêsu và được người đặt đứng đầu nhóm 12. Ngay khi được Chúa gọi, ông đã dứt khoát từ bỏ mọi sự để theo người. Ông là một trong ba môn đệ được Chúa cho chiêm ngắm Chúa hiện dung trên núi, đàm đạo với Môsê và Elia. Ông cũng là người mạnh miệng nói: dù tất cả bỏ thầy thì con cũng không bỏ thầy. Và là người tuốt gươm chém đứt tai người đầy tớ vị thượng tế khi Chúa bị bắt trong vườn ô liu. Dầu cho ông có kinh nghiệm thiết thân sâu đậm với Chúa và có vẻ rất mạnh mẽ, nhưng ông vẫn bị quật ngã trước mưu trước của kẻ thù. Ông đã bỏ chạy khi Chúa bị bắt, chỉ theo Chúa từ xa xa và đã chối Chúa đến 3 lần. Tuy vậy, Chúa đã bảo vệ Phêrô rất khôn khéo với nhiều cách thức khác nhau. Người đã báo trước cho ông rằng ông sẽ chối Chúa, người còn dùng tiếng gà gáy như là dấu hiệu, người dùng ánh mắt đầy thương mến để nhìn ông khi ông chối Chúa. Và sau khi đã phục sinh, người hỏi riêng ông: anh có yêu mến thầy không? Kinh nghiệm được Chúa bảo vệ và ban ơn hoán cải của Phêrô cũng có thể là kinh nghiệm của mỗi chúng ta. Bởi tình thương, người vẫn luôn dùng nhiều cách, qua nhiều con người để nói trước cho biết những cạm bẫy của kẻ thù. Nếu Chúa dùng gà gáy để thức tỉnh Phêrô và dùng quả đạn pháo để giúp Y Nhã quay đầu, Chúa cũng sẽ thức tỉnh chúng ta bằng nhiều cách tương tự. Chắc chắn, ánh mắt đầy tình thương và tha thứ của Chúa vẫn luôn nhìn vào ta. Người chỉ chờ chúng ta quay lại để đôi mắt tâm hồn chúng ta bắt gặp được ánh mắt của Chúa. Bí tích thánh thể và bí tích hòa giải là nơi người kiên nhẫn chờ đợi ta để ban ơn chữa lành, để thêm sức mạnh thần linh của người cho ta. Tác giả Thánh Vịnh cũng đã xác tín vào sự bảo vệ và bao bọc của Thiên Chúa. Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước, bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con. Thánh Y Nhã cũng đã thốt lên với kinh lạy hồn Chúa Kitô: lạy sự thương khó Chúa Kitô, xin thêm sức cho con, xin giấu ẩn con trong các vết thương của Chúa, xin cho con đừng bao giờ lìa xa Chúa, xin giữ gìn con khỏi kẻ thù tinh quái. Hồn sống trong ngày. Xin cho tôi được xác tín mạnh mẽ sự bảo vệ của Chúa, hầu tôi cậy dựa vào sức Chúa để chống lại thế lực sự dữ. Tôi cũng xin cho tôi được nhạy bén trước những cách thế mà Chúa dùng để thức tỉnh tôi mỗi khi tôi sa ngã đi lạc đường.
cảm tạ Chúa ơi. Trong tay yêu thương của Chúa ấp ủ, sóng gió không làm con thấy lo âu. Vì Chúa luôn che chở con và lòng Ngài xót thương quan phòng.